Tiếp theo thì mình qua cái cửa hàng thứ hai nha, cũng gần sát bên luôn. Cái này thì đường ra chợ Gò Quao nè, từ đây ra tới đó thì khoảng 800 thước. Còn đây thì sông Cái Bé. Đây cửa hàng nè, bảng hiệu và số điện thoại đó. Rồi tiếp theo mình qua xem chi tiết ha. Rồi hello, chào anh em gần xa. Hôm nay mình có số xe thanh lý nè anh em ơi. Rồi trước tiên thì mình giới thiệu sơ đi cửa hàng mình, như là địa chỉ đâu và số điện thoại anh. Cửa hàng mình nằm ở huyện Gò Quao, Kiên Giang. Số điện thoại mình là 0915 855 677, 0949 777 454. Mình có số xe xả lỗ nè anh em ơi. Như con này thì sao anh? Lỗ cũng bán. Này ở trong hết cái này đi nằm tầm bây giờ khoảng 25 tới 30 bên ngoài tùy theo xe. Anh em nào có nhu cầu thì xem xe nó chi tiết hơn thì liên hệ cửa hàng ha. Lại xem xe chi tiết. Như con ở ngoài này còn rất là mới nè. Không chạy sức luôn. Rồi để kinh đơ, Sonic xe chia đầy đủ nha nè. Con này ghi đơ sang cơ nè. Nó có mười mấy đồng bạc à. Nó rẻ hơn quên pha mới nữa. Máy móc em ru. Giấy tờ sao? Giấy tờ đầy đủ. Giấy tờ đầy đủ mà rẻ vậy? Máy móc còn quy lực mà. Máy móc em ru đó. Xe giờ nó rẻ vậy đó. Mười mấy đồng bạc à. Mua chạy rẻ hơn quên pha mới. Chạy quay hơn quên pha nữa. Rồi có con bên trong sao? Có con màu xanh à, thì nói chung cái tầm khoảng 30 bên ngoài đó, hai ngoài tùy theo xe. Nói chung là hơn 30 triệu ha. Ừ. Cầm tới giá đó à, 30 trên dưới 30 chút đỉnh nè. À. Rồi, như đây có con Alex mới nè, 125 nè. Xe này chắc đại cao quá anh. Đời cao, xe này chạy mới có 4.000 à. Xe mới chắc. Anh em mua xe này chung rẻ hơn xe mới khoảng mười mấy triệu. Thì mua mấy chiếc này nó ngon hơn, rồi, tiết kiệm được xe tiền. Xe không có chạy chỗ miếng nào. Còn chiếc trong là 160. Rẻ hơn xe mới khoảng 20 mấy triệu. Con này mới 160 này nó 60 mấy triệu nè. Giờ nó rẻ hơn khoảng 20 ngoài triệu. Tiết kiệm được nhiều tiền ha. Lít trong khoảng 20 hay ngoài. Trên dưới 20. 20 chút. Thắng CBS luôn. Này có quýt 3 nè nè. Khu chợ ít. GT. Đầy đủ anh em ơi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Rồi còn con nào nữa anh? Hôm nay cũng vài ba con nữa nè. Có chiếc xe này. Con này có bộ đá quá ta. Cái này bánh xe sơn hả? Bánh xe sơn 1900 hồi đó. Không ra đam nha. Không ra đam lâu lắm rồi. Xe này 60 năm có rồi. Đồ ghiên không. Dành đùm có chữ luôn á. Vàng áo thì có sơn lại ha. Vàng mình sơn có sơn rồi. Rồi đồ của nó đồ ghiên không à. Đúng không ra đam luôn á. Máy có chữ hết trơn. Rồi bên trong cái con SH này sao? Này SH xe cầm có chiếc trong bán. Chiếc trong thì bản số cũng dễ nhìn đó. Anh em nào có được cần được thì liên hệ mình. 56785. Giá sao anh con này anh? Xe này đó, xe mới. Anh em nào cần thì liên hệ đi. Rồi liên hệ xem xe chi tiết hơn. Giá chung chắc cũng cứng hơn xe mới chút đỉnh. Tại vì nó gánh biển số phải không? Biển số sẵn. 5678 nè. Rồi bên đây chúng ta có khu chợ neo, khu chợ mới, rồi khu chợ bản số cũng coi được nè. City Super SH nè anh em ơi. SH thắt đỏ, SH này mẫu này ta thích lắm á. Đời 2018-19 vậy nè. Giá nó cũng rẻ, xám ngoài hả?
Hơn 60 triệu. Hơn 60 chút. Rồi cái con nào nữa? Có Winner này mới nè. Mới chát luôn. Tầm giá dưới 30. Cái này chắc đại 2023 luôn hả? Cái này không coi nữa, chắc nó cũng mới, xe mới chát. 22, 23 rồi. 23. Quá mới rồi nè. Kể cả các chi tiết nhỏ nhỏ này còn mấy nữa nè. Dưới phu chờ neo nè. Giá nó bằng bên pha cứng hơn bên pha mới chút à. Bằng bên pha mới. Mà được mình hơn bên pha là mâm thắng đĩa. Với chất xe thì nó ngon hơn. Chất xe máy móc cứng hơn, chấp ba chiếc quen pha chạy chưa lại nó nữa. Cái này ai hơi cứng cứng tủ chạy hợp lắm nè. Này thắt mới đây nè anh em ơi. Tầm dạng trên 70 một chút. 70 trên 70 một chút. Xe thì không có chạy xước ha. Nên đó mới chắc luôn đó, mẫu mới đó. Máy móc thì khỏi ấy ha. Bao gin đó. Chạy đâu có nhiều đâu. Vậy tính tiếng hậu đầy đủ. Trong đây cũng có một hai chiếc trong đây cũng có một hai chiếc đứt mà chưa soạn ra. Thì ai có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại hiển trên màn hình đó, thì nó tiện hơn. Em nào cần thì liên hệ mình nha. Rồi nhớ đăng ký với mình nha anh em. Rồi, chào anh em.